Và tuần này thì sẽ là câu chuyện của ai và chúng ta sẽ lắng nghe họ để có thể mong cầu rằng việc họ tìm đến đây và có thể được hỗ trợ để giải quyết một phần tâm tư nào hay không. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật chính. Dạ em chào chị, em tên là Lê Thị Ngọc Thùy. Em sinh năm 1986, thì em đang sinh sống tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chào Thùy, hiện giờ thì mình đang sinh sống cùng với ai ở tại quận 8? Em sống với lại ba, vợ chồng em với lại bé trai 15 tuổi. Nếu như dùng một từ khóa khái quát nhất về tâm tư mà ngày hôm nay Thùy muốn chia sẻ cùng với chị, cùng với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì Thùy sẽ dùng cái từ khóa gì để mọi người có thể hình dung được một cách đại khái câu chuyện của mình? Dạ, biến cố ạ. Biến cố. Một cái từ khóa mà mọi người chắc chắn không thích nghe đâu. Dạ, đúng rồi. Tuy nhiên chị cũng tin rằng là mỗi người chúng ta trong cuộc sống thì đều phải trải qua. Có điều là biến cố đối với mỗi người nó đều sẽ khác nhau. Có người thì cũng là chuyện đó thì họ đã gọi là biến cố rồi. Nhưng mà có nhiều người là phải là một cái chuyện khủng khiếp lắm, kinh khủng lắm thì với họ nó mới là biến cố. Dạ đúng. Thế thì thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái điểm mấu chốt nào đây? Bây giờ hãy bắt đầu từ cái trước khi biến cố xảy ra đi. Một chút mô tả về cuộc sống của em trước khi biến cố xảy ra, để mình thấy rằng là mình đã từng có một cái sự yên bình, nhẹ nhàng, một cái hạnh phúc như thế nào. Em từng là một cô bé từ nhỏ tới lớn sống trong vòng tay của ba mẹ, được cưng chiều, được thương yêu. Nói chung là về mặt tình cảm gia đình em rất là hạnh phúc. Nhưng đến một cái thời điểm giai đoạn cuối 2007, đầu 2008, có một cái sự cố xảy ra, đó là mẹ em bị đột quỵ. Lúc đó là em đã lập gia đình chưa? Dạ chưa. Gia đình của em thì có bao nhiêu anh chị em? Dạ em là gái út. Hai anh trai của em là cách em 20 năm á. Oh wow. Dạ mẹ sanh em trễ lắm. Mình cách các anh đến 20 năm. 20 năm. Điều đó có nghĩa là khi mà em được sinh ra và trong quá trình em lớn lên thì có vẻ như là các anh cũng đã thành gia lập thất rồi. Các anh có còn ở chung với ba mẹ nữa không, hay là các anh lại ở riêng với gia đình riêng rồi? Dạ có. Gần đây bắt đầu mới gọi là chia ra. Ừ. Chứ thời điểm trước là vẫn ở chung với nhau hết. Ừ. Với một cái số tuổi nó cách xa như vậy cho nên là có vẻ mình sẽ được gọi là nuông chiều nhiều hơn, mình sẽ được che chở nhiều hơn bởi các anh, bởi ba mẹ. Dạ đúng rồi. Và có vẻ điều này nó sẽ kéo theo một câu chuyện là mình sẽ không cần phải lo toan quá nhiều. Không biết làm gì hết luôn chị. Nói chung là mọi thứ với mình nó giống như là nó tròn trĩnh, là một con số không. Chỉ cần mở mắt ra là mình được ăn, được uống, được lo. Nhưng tới cái thời điểm khi mẹ đùng một cái mẹ nằm thì mọi thứ giống như là mình phải tự bơi hết toàn bộ. Trước khi mà biến cố xảy ra đó, với cái mô tả của em như vậy thì em hình dung cuộc sống này nó dễ dàng lắm đúng không? Tại vì mọi thứ mình đâu có cần phải toan tính gì đâu. Dạ đúng rồi. Lúc đó công việc của gia đình em là gì? Ba em á là giống như là hút thuốc bắc á. À dạ. Ừ. Còn mẹ giống như thầy Lan vậy đó. À dạ. Ừ. Đúng rồi. Còn mẹ thì chỉ là ở nhà chăm sóc gia đình thôi. Ừ. Dạ. Chỉ có một việc duy nhất em phải làm là mở mắt ra là em chỉ đi học. Ngoài cái vấn đề đó, về nhà thì cơm nước mẹ đã lo hết tất cả mọi thứ. Từ bộ đồ mặc hay là từ đôi dép mình mang. Em bỏ đôi dép này ra thì em lại có đôi dép khác mang. Áo dài mình đi học về mẹ cũng ngâm nước sôi mẹ giặt sẵn. Tới cái 26 Tết đầu 2008 là mẹ bệnh. Năm đó mình bao nhiêu tuổi? Dạ 21 tuổi. 21 tuổi, lúc đấy là mình đã tốt nghiệp chưa? Dạ rồi ạ. Em đang đi học tiếng Nhật. Em muốn đi ở bệnh. Để khi em đi được thì em có điều kiện em lo được cho ba mẹ hơn. Thì dự định của mình là muốn như vậy. Tức là cái sự tự lập kinh tế của mình là tại thời điểm đó là cũng chưa có vững vàng. Dạ chưa có một cái gì luôn. Thế thì cái ngày mà biến cố nó xảy ra thì nó đã đến như thế nào? Cái tối 25 Tết á là mẹ có nói là sáng mai dậy mẹ dẫn đi mua đồ Tết. Ba mẹ có một cái thói quen là sáng hay thắp nhang tất cả các bàn thờ. Sau đó là mẹ với ba cùng ngồi uống ly cà phê vậy đó ở nhà. Thì tự nhiên cái mẹ lên cơn giống như chóng mặt. Sau đó là bắt đầu là gọi là bất tỉnh luôn. Thì vô bệnh viện thì bác sĩ nói mẹ bị xuất huyết não. Trong thời gian 3 ngày mới biết được kết quả là mẹ sống hay là mẹ mất. Sau đó là em cũng bắt đầu em ngưng cái việc học tiếng Nhật. Vì sao mình lại quyết định ngưng học tại thời điểm đó? Về khó khăn kinh tế là cái đầu tiên vướng mắt. Và cái thứ hai là cái neo người không có người chăm. Buổi sáng thì em sẽ ở bệnh viện với mẹ. Tới tối là hai anh em vô thế. Em với ba về nhà.
là cứ 29 ngày mẹ nằm viện là 29 ngày cha con em ăn Tết trong bệnh viện. Tại thời điểm đó thì các anh cũng đã 40 rồi. Dạ đúng thì rồi. Công việc của các anh lúc đó và gia đình của các anh lúc đó thì như thế nào? Anh ba của em thì thôi vợ cách đó là cũng tầm cỡ gần 10 năm rồi. Còn anh hai thì là công việc là buôn bán tự do, vợ anh làm công nhân. Coi như cả gia đình cũng có dấu hiệu kiệt sức. Rồi nhà bắt đầu là kêu bán căn này để thay qua, đổi qua một cái căn khác nhỏ hơn. Rồi sau đó lại bán đổi qua một cái căn khác nhỏ hơn. Từ có nhà có cửa nhưng hiện tại là em ở nhà thuê. Nói tiếng là nhà thuê nhưng mà thật chất là một cái phòng trọ. Cái sức khỏe của mẹ sau đó thì nó tiến triển như thế nào? 29 ngày nằm viện mẹ về thì ban đầu tiên là bắt đầu tập đi đứng, liệt nửa người bên phải. Và sau đó thì nằm như vậy trong khoảng thời gian là 3 năm. Tới năm 2010 là mẹ tái phát lần 2 và nằm viện thêm 1 tháng nữa thì mẹ mất. Dạ. Có những cái điều ở trên đời này nó thuộc về quy luật. Dĩ nhiên là chúng ta không vui vẻ gì khi đón nhận quy luật đó đâu. Sinh lão bệnh tử. Nhưng mà có không vui thì cũng không cưỡng được. Mình đã phải đón nhận cái quy luật đó như thế nào? Một cái cô gái mà như em nói, trước đây em không biết gì hết. Khi mà người mẹ đó là cái người lo lắng mọi thứ, từ cái việc giặt quần áo cho đến cơm nước, cho đến bố trí nhà cửa gia đình. Và cái việc mà mẹ dừng lại là dừng lại một cách cực kỳ đột ngột. Sáng ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo Tết. Và cái câu nói đó nó không được thực hiện. Và sau đó mọi chuyện còn lại trong nhà là phải do em thực hiện. Em đã phải đón nhận mọi thứ sau đó. Bắt đầu em biết nấu ăn, đó là em chiên cái trứng. Mà chiên nó không có chín nữa. Tập làm những thứ mà lần mình chưa từng làm. Cái điều mà ân hận nhất là mình không biết làm gì hết. Và tới cái thời điểm mà mình biết làm á, thì mẹ nằm một chỗ. Em tập thay tã cho mẹ nè. Em tập cho mẹ ăn. Thì những cái điều mình làm cho mẹ là không phải lúc mẹ khỏe mạnh. Em có nghĩ tới là tới một ngày, tới một cái giai đoạn là nhà mình không còn. Trong khi ba thì càng ngày càng già, mình thì không có cái gì trong tay hết. Những thứ ba cho em, mẹ cho em thì giống như là nó mất tiêu hết luôn à. Và cái em vượt qua được và cái em làm được đó là em nhìn thấy ba. Giống như tới thời điểm hiện tại, chỉ cần mà mở mắt ra hàng ngày em thấy ba là cái điều mà em vui nhất. Cho dù giống như mọi chuyện nó có là gánh nặng cỡ nào thì mình cũng chịu đựng được hết. Với lại con em, một bé trai mà em cảm nhận nó rất hiểu chuyện. Và cái công việc từ nhỏ tới lớn em chưa từng làm, thì đó là công việc giúp việc nhà. Mình cũng từng được nuông chiều, được này được kia. Nhưng mà sao tự nhiên cái thời điểm hiện tại mình phải làm nó. Mình phải động tay vào cái bồn cầu, cái toilet, cái thùng rác của nhà người ta. Nhưng mà đó là vì cuộc sống. Cái số tiền mà hằng ngày mình có được để mà mình có thể lo được cho ba, lo được cho con mình. Hiện tại ba em cũng không hề biết em làm giúp việc nhà. Vậy thì em nói với ông là em đang đi làm gì? Con làm bên nhà đó 3 tiếng là con phụ người ta giặt quần áo, người ta mở xốp. Giống cái kho con qua con phụ. Vì sao em phải giấu ông? Vì em không muốn ba buồn. Đứa con gái mà từ nhỏ đến lớn được ăn học tới nơi tới chốn. Khi bước ra bắt đầu công việc đi làm là công việc nhân viên văn phòng. Nhưng tới thời điểm hiện tại, 1.5 năm nay là em bị vỡ. Em không còn như được như lúc trước nữa. Ba biết là em đang khó khăn, nhưng ba không hề biết là em đang cố gắng gồng mình. Thì em nói con đi làm. Lúc trước thì mình có công việc riêng của mình kinh doanh thì mình không cần phải đi làm. Thì mình sẽ là mình có nhân viên, có này có kia. Nhưng tới một cái thời điểm mình mất trắng và em tìm đến công việc giúp việc nhà theo giờ, để em tìm được cái số tiền làm hàng ngày em lo được cho ba, cho con em và đi chợ hàng ngày. Dạ thì ba không hề biết. Quay trở lại một tí vào cái thời điểm mà mẹ đổ bệnh. Cái khó khăn đầu tiên của em là cái khó khăn của cái việc là phải làm những việc chưa bao giờ mình làm. Thì đương nhiên là mình làm không có tốt rồi. Nhưng nó còn một cái khó khăn nữa, đó là mẹ không chỉ chăm sóc một mình em, mà mẹ đã chăm sóc ba và mẹ chăm sóc cả gia đình. Thế thì khi bây giờ mẹ nằm xuống thì em phải là cái người thay mẹ chăm sóc cho những người còn lại nữa. Thì đương nhiên là em cũng không làm tốt bằng bà làm.
Ví dụ như một bữa ăn do mẹ nấu, ba ăn sẽ vừa miệng. Em nấu thì chắc chắn là mọi người ăn sẽ cảm thấy nó mặn hơn, nó lạt hơn hoặc nó kỳ lắm. Thì có khi nào mọi người cũng cảm thấy ngán ngẩm, hoặc là rất là bực bội, hoặc là cũng cảm thấy nản lòng. Không khí gia đình nó trở nên rất là nặng nề và mệt mỏi không? Về hai người anh, về ba em á, thì cho dù em làm cái món đó nó bị khét, bị hư, bị cháy, thì mọi người cũng chưa bao giờ mà la em một câu nào hết. Là em đâm ra cũng là một cái động lực, em chấp nhận và em gồng gánh mọi thứ trên cái vai của em luôn. Em không dám nói với ai bất kỳ điều gì về những cái sự cố em đang gặp, hay là về những cái vấn đề em có chịu đựng nổi nó hay không. Thế thì với những cái lần mà mình chuyển từ một cái nhà lớn qua một cái nhà nhỏ, rồi từ một cái nhà nhỏ xuống một cái nhà nhỏ hơn, mọi người trong gia đình có bảo ban nhau cái gì, hoặc là có dùng những cái từ gì để động viên nhau để đi qua những cái chặng khó đó không? Anh hai, anh ba đều nói câu là cố gắng rồi mình sẽ có lại những cái mà mình mất đi. Nhưng thực tế thì nó sẽ khác hoàn toàn. Tại vì cái khó khăn đó là cái khó khăn thực sự của cả gia đình. Tại vì mẹ em bị bệnh, chồng em biết là em không muốn xa mẹ. Và sau cái thời điểm mẹ mất thì lại là ba, thì nó lại kéo dài tiếp tục cái quãng đường cũng là chồng em ở bên đây. Hiện tại bây giờ, trước đó là vẫn ở chung cả gia đình, nhưng tới cái thời điểm hiện tại là do em gồng không nổi cái số tiền nhà nó quá nhiều nữa, tiền nhà, tiền điện nước quá nhiều nữa, em mới nói với mọi người là tách ra. Thì cái chỗ này nó nhỏ hơn một chút thì nó sẽ giảm lại cái áp lực của em bớt được một chút, là mới đây thôi. Chứ trước đó một năm về trước thì vẫn còn là ở chung trong vòng mười mấy năm nay. 4 tháng nay là mới gọi là rút ra. Tại vì thật sự là khoảng thời điểm này em rất mệt. Em mới nói là thôi tách ra, thì hai anh mới tìm một cái chỗ nhỏ hơn để ở. Em cũng tìm một cái chỗ nhỏ hơn để ở. Thực ra em biết không, nhiều khi những người anh em của mình cũng không phải là vì người ta vô tâm đâu, nhưng mà đôi khi chính cái việc im lặng và bảo bọc của mình làm cho họ nghĩ rằng là chắc không sao đâu. Việc mà mình cứ thẳng thắn lên tiếng với những người yêu thương mình đã gọi là người yêu thương mà, tại sao không dám can đảm nói với nhau một tiếng là em mệt lắm. Nhiều khi chúng ta cứ thoải mái nói với những người xung quanh là em ổn, nhưng chúng ta lại thiếu can đảm để nói về một cái câu là em không ổn. Chính vì lúc nào cũng cứ em ổn cho nên những người xung quanh cứ tin rằng là mình ổn. Nhưng đấy, cứ thực sự can đảm để nói rằng em quá đuối rồi. Thì những người anh, những người chị mà thực sự yêu thương em Út thì cũng sẽ vậy thì mình tách ra. Và rõ ràng là anh của em vẫn làm điều đó mà. Và rất may là em đã làm cái điều đó cách đây vài tháng. Tại sao chị dùng từ may? Tại vì bên cạnh em còn những cái người thực sự quan trọng, thực sự cần cái vai trò của em. Đó là con em, là chồng em, và cái người mà em cần phải làm để sau này em không còn phải thêm một lần nữa nói cái chữ giá như, đó là ba em. Tại vì nếu như mà em lo mà trong tình trạng kiệt sức thì sau này lại một lần nữa em ngồi đó, em thở dài là phải chi hồi đó mình thảnh thơi hơn một chút để mình còn vui vẻ mình lo cho ba. Chứ hồi xưa lo mà mệt quá, lúc nào cũng thở dài, cũng nặng nề, lo mà không có vui, cái hối hận không kịp. Cái chữ đúng là như chị nói là không nỡ, không đành. Cái bữa mà tách ra đó sao tách được, chị kể nghe chơi. Trong một cái sự cố là cái nhà đó, cái chủ nhà do là mình đóng trễ tiền nhà hoài đó, chắc cũng có điềm nữa. Người ta mới nói là em cứ đóng trễ hoài, thích vậy. Thì em mới tự động em nói dạ rồi, nếu như không được thì thôi qua tháng sau em sẽ trả nhà. Dạ đúng. Em tìm cái chỗ là 1,5 triệu một tháng, tiền điện nước luôn là 2,000,000+. Và thật tình thì nói chung mình lo cho ba thì nó cũng giống như lúc trước, nhưng mà lúc trước thì mình gom luôn tiền tùm lum tùm la nữa. Đó là như vậy thì bắt đầu mới gọi là tìm hai cái chỗ khác nhau. Chị hỏi thì em nè, em có quan sát cái phản ứng của ông xã em vào cái lúc mà mọi người tách nhau ra không? Dạ vui chị. Em có hiểu được cái ý nghĩa của niềm vui đó không? Chồng em không muốn ở chung. Nói chung là ở chung với ba hoặc là mẹ đó là chuyện bình thường, diễn nhiên, giống như chị A có nói với em. Nhưng mà ở chung cả ba đại gia đình, tuy là chồng em không hề bị một vấn đề gì trong cái mối quan hệ, đúng, anh ba rất là thương em rể của mình. Đúng. Thậm chí một cái thùng nước suối cũng không bao giờ kêu em mình nó phải kiêng, hay là mày phải vô bếp mày làm cái đó. Nhưng mà vẫn nên ở riêng. Nhưng mà anh em lâu lâu gặp vẫn được mà, đâu cần mà phải ở chung như vậy. Do bản thân em biết tự mình gồng vô cái thế của mình. Thì tình là khi mà tách ra rồi thì chồng em thật sự nhìn qua nét mặt, không phải là là cười sảng quá, là không phải, nhưng mà nhìn là biết là anh thoải mái. Thoải mái. Em có biết hiệu ứng của cái việc một ông chồng thoải mái hơn là cái gì không? Em không có tiền em cũng không có mua được đâu.
đó là một người cha hạnh phúc hơn với con mình, một người chồng dễ thương với vợ mình, một gia đình nó đầm ấm hơn. Dạ, tự nhiên cái thấy mình lời ngang, thấy không? Chị mong em nhìn thấy cái giá trị tinh thần mà em đã đạt được từ cái quyết định vừa rồi, không phải cho em mà cho đúng những cái người mà em yêu thương và em mong muốn tốt cho họ, đó là con em nè. Cậu bé sẽ nhìn thấy được cái sự quyết định rất là chính xác từ mẹ, thấy được cái sự thoải mái từ trong gia đình của mình, từ ba, từ mẹ. Ba của em cũng nhìn thấy được cái sự thoải mái của em để ông có sự an hưởng tuổi già. Chị muốn quay trở lại cái biến cố trước đây mà em gặp, để mình thấy được một cái bài học là thực ra khi mà mẹ gặp một cái sự cố như vậy, mình từ một cái đứa ngơ ngác với cuộc đời, mình phải nhận rất là nhiều nhiệm vụ. Thì có cái lúc nào đó mà em cảm thấy muốn bỏ cuộc không? Có nghĩa là em cảm thấy chắc là mình không vượt qua đâu. Đặc biệt là khi mình nhìn qua bạn bè đồng trang lứa, những cái đứa mà trước đây là mình không cần phải nghĩ nhiều như tụi nó, nhưng mà bây giờ sao mà tụi nó nhìn tụi nó bình thường lắm, mà sao mình phải bận bịu, mình lo toan quá trời đất. Thì có khi nào em nhìn em nản? Dạ có chị. Em chỉ cần em đi là em sẽ thoát được nó. Em thoát ba, em thoát tất cả mọi thứ. Có giai đoạn em từng nghĩ như vậy, nhưng mà tôi cuối cùng mình buông không được. Tới một cái thời điểm khi em chấp nhận em đối mặt là em mất trắng á. Chứ lúc đó em chưa chấp nhận. Em là giống như chị nói với em là, hay là vì em suy diễn gì những cái tánh hồi nãy giờ em nói. Thì đối với công việc của em về kinh doanh em cũng như vậy luôn. Em không gồng nổi, em vẫn cố nói là em gồng được. Nhưng tới một thời điểm em gồng hết nổi, em tuyên bố em vỡ nợ. Nó kinh khủng lắm chị, nó đè mình xuống địa ngục luôn á. Em muốn, thậm chí nhiều khi muốn ngủ một giấc em không dậy luôn. Nhưng mà ta nói còn con mày chi, ba mày chi, tại sao không nghĩ điều đó? Không ai chết vì nợ hết. Người ta có áp lực mình cỡ nào, người ta có nghĩ xấu về mình cỡ nào, nhưng rồi cuộc sống nó vẫn sẽ trôi đi. Ngày hôm sau nó cũng phải tiếp tục. Tới thời điểm hiện tại là bắt đầu, nói chung là chỉ còn vài ba mối là đang cũng còn gọi là hơi áp lực mình. Nhưng nó đã vượt qua được cái thời điểm mà em gọi là nó kinh khủng nhất cả cuộc đời em chưa từng gặp. Mình ngồi mình nghĩ tại sao có thời điểm mình cầm một ngày bao nhiêu tiền đó, nhưng cũng tới một cái thời điểm mình phải kiếm từng ngàn bằng cái công việc mình chưa từng làm. Nhưng cũng vì nó là một cái để cho mình đứng dậy mình đi tiếp. Em nghĩ là em làm không được không? Nhưng rồi cuối cùng có cái gì mà mình làm không được không? Và chuẩn bị luôn á, là em sẽ phải chuẩn bị đối mặt với nó và con em, đó là ngừng việc học. Vì nợ nhà trường nhiều quá đó chị. Đã lý ra là bữa nay là em phải vô trường em giải quyết vấn đề đó. Mời nhiều lần lắm rồi, nhưng mà bữa nay em không có vô. Em có nói là nếu như nhà trường không cho nợ nữa thì em chấp nhận cho Thái ngừng việc học. Con đang học lớp mấy? Dạ lớp 9. Em chuẩn bị cái kế hoạch như thế nào nếu trong trường hợp em quyết định cho con nghỉ học? Cái điều em không muốn suy nghĩ tới nó luôn á. Con em nó nói hồi tối đó, nếu không được thì con nghỉ, không sao hết. Em mới hỏi là con có buồn không? Dạ buồn, nhưng mà không sao mẹ, con đi làm. Chắc chắn với một cái bạn lớp 9 thì con không đi học thì con sẽ đi làm. Cái kịch bản đó thì đương nhiên nó là một cái câu chuyện tiếp nối rồi. Nhưng con sẽ làm gì? Con chỉ mới bắt đầu cho cái việc học kỳ 2 của lớp 9 thôi. Và em phải hiểu rằng là khi con nghỉ học ở tại thời điểm này thì nó sẽ là một cái câu chuyện mà bé không có lấy được cái bằng. Đúng rồi. Và chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, để con có được một cái chứng nhận, để nó tạo ra cho con rất là nhiều cơ hội sau này cho con phát triển nghề nghiệp của con. Nghề nghiệp là một con đường rất là dài. Khi em tính một cái kế hoạch cho con thì em phải tính bằng mọi sự hỗ trợ mà xã hội có thể hỗ trợ em. Thì hiện nay trong cái sự hỗ trợ đó em đã kết nối được với cái gì rồi? Em làm việc nhiều lần với nhà trường, nhưng em làm việc cái gì? Và ngoài nhà trường ra thì có những đơn vị nào? Chúng ta không có tồn tại cô đơn trên xã hội này đâu các bạn. Và thực ra chúng ta đã gõ cửa chưa? Chúng ta gõ thì cửa nó mới mở. Và đó là câu hỏi chị dành cho Thùy đó. Em có vô trường hồi đầu năm thì nhà trường nói là đóng từ từ. Em nói thật sự trong cái giai đoạn này khả năng em nó chỉ tới mức đó. Tiền ăn, tiền uống, tiền nhà, tiền này, tiền kia đủ hết. Một hai mối nợ em vẫn phải trả được hết cái số tiền đó cho nhà trường thì mới có thể kia Thái nó thi xong thì mới rút được cái học bạ.
Vậy thì chồng em phản ứng như thế nào với câu chuyện của con hiện nay? Có lẽ chồng em là người buồn nhất á. Công việc hiện nay của chồng em là gì? Trước thì cũng kinh doanh, nhưng mà hiện tại là chạy xe chị. Hiện nay tổng số tiền nợ học phí của Thái nhà trường cần phải đóng hoàn tất là bao nhiêu? Dạ 8 triệu mấy. Nếu như Thái buộc phải nghỉ học thời điểm này, em sẽ làm gì với con? Em chưa biết em sẽ làm cái gì luôn, em không dám nghĩ tới. Điều này cũng là một cái điều mà chúng ta phải tự nhắc nhau. Và khi làm bất cứ chuyện gì thì cũng cần phải cẩn trọng để giữ cho mình một cái phương án an toàn. Câu chuyện học hành của các con thì nó đã phải được tính toán rất là kỹ lưỡng rồi. Thì sau đó dù cho chúng ta có làm ăn thất bại đi chăng nữa thì nó cũng không có khủng hoảng tới cái việc học của các con. Trải nghiệm của mỗi người sẽ là bài học của tất cả những người còn lại. Và đó là lý do để chúng ta có ai cũng có chuyện. Thôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau về bé Thái để sẽ có một cái giải pháp nhất định, bởi vì đó là một cuộc đời, một tương lai, và không làm phiền thời gian của quý vị khán giả, vì đó là chuyện riêng của nhân vật và của ekip. Quay trở lại với Thùy thì khi mà em tìm đến với chương trình và ngồi ở đây bộc bạch, chị tin rằng là nó không phải là kể chơi cho nó vui. Em mong chờ điều gì khi mà em ngồi ở đây cùng với chị? Khi đến ngày hôm nay á, là giống như là em được thoát ra cái bản thân mình. Em có thể giải bày được với chị, với các ekip ở đây, mọi người cùng nghe. Đó là những cái người xa lạ với em, thì cũng giống như là để trải lòng, để mà mình có thể cũng từ giống như chị nói, nghe lời khuyên của chị, cũng giống như là mình sẽ suy nghĩ được những cái mà mình đã xảy ra. Đó là bài học. Có ân hận thì nó cũng không làm được gì nữa hết. Mình phải cố gắng mình vượt qua đó. Em cũng cảm ơn chị cho em có cái buổi ngày hôm nay, cũng giống như ekip của chương trình, để mà em có thể gọi là trải lòng, giải tỏa được những cái mà trong cái sâu thẳm của mình chưa giải tỏa được. Em khác với những câu chuyện khác được kể ở đây là chuyện nó đã qua rồi, còn chuyện của em nó vẫn đang diễn ra. Chính vì nó đang diễn ra cho nên chị hy vọng là em vẫn tiếp tục can đảm. Em vẫn còn đang có vai trò của mình với những người thân yêu, cho nên chị hy vọng rằng là em vẫn tiếp tục tích cực, để chính cái điều đó giúp cho những người thân yêu của em có được cái động lực và mọi người cùng dìu nhau đi qua cái chặng khó này. Dạ, em cảm ơn chị. Sau lưng em là một đứa trẻ cần một cái niềm tin để sống tốt và sống tiếp. Ba em cũng cần một cái niềm tin để an hưởng tuổi già. Chồng em cũng cần một cái niềm tin để có thể đồng hành với vợ của mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta lắng nghe rất nhiều thời gian gần đây cái cụm từ đó là kinh tế khó khăn của cả một năm vừa rồi, của thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, hãy lắng nghe nhiều hơn để thấy rằng là thực sự thì cái khó của mình nó đã khó chưa, hay cái khó của mình nó chỉ là một cái khó mà chúng ta vang lên, thở than như một cái kiểu thuận miệng để hòa chung với câu chuyện của mọi người, để buôn chuyện với nhau, hay là vẫn còn những cái khó khác thực sự là cái khó, để rồi chúng ta sẽ thấy rằng là mình vẫn còn may mắn lắm, và thậm chí đôi khi sẽ hiểu rằng là cái thụ hưởng cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng không cần quá nhiều đâu, để cái tham cầu của chúng ta nó không có quay ngược trở lại hành hạ bản thân chúng ta, và sống thôi ít thôi nó cũng đã có thể vui rồi. Không thấy gì hết rồi ta. Alo. Dạ nghe chị. Mấy cái hình của chị không thấy á. Ồ vậy hả? Ừ rồi, do chị. Em đâu thấy hình chị. Rồi ở bên này á thì ekip của chương trình thôi ha, cho nên là em cũng cứ thoải mái để em chia sẻ giùm chị nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ đầu tiên em chia sẻ giùm chị cái điểm mạnh, xin lỗi, cái thông tin cá nhân của em trước ha. Họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán, xong rồi nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của em. Rồi mời em. Dạ. Cái hình của chị không có thấy luôn chị, nói bình thường hả? Ừ đúng rồi, em cứ nói đi. Dạ em tên là Ngô Hữu Duyên, em sinh năm 89, quê em ở Thanh Hóa. Em vào Bình Thuận thì sống được khoảng 20 năm rồi, giờ thì em đang ở Bình Thuận. Nghề nghiệp của em thì trồng thanh long, mới lại có buôn bán thêm. Là vào đây mua nhà được chưa em? Đất thì có nhiều chứ nhà chưa xây, tại vì đang đầu tư dãy. Em trồng của nó là được bao nhiêu công hay là bao nhiêu hết như thế nào? Một hết mốt thì nó khoảng là 11.000 mét vuông á. Dữ dội ha. Một là em làm cùng với ai không hay là thế là làm với ba mẹ làm phụ, còn em làm chính. Rồi ok. Dạ. Rồi, ủa vậy là ba mẹ cũng vào đây luôn. Ngày có dự định về quê nữa không? Thanh Hóa không? Chưa, nhà ở ngoài Bắc vẫn còn. Người Bắc thì vẫn còn ở Sầm Sơn á. Ừ,
Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của em ha, rồi đường tình duyên của mình. Dạ thì điểm mạnh của em là biết kinh doanh và làm, nói chung là phụ nữ làm được việc gì thì em làm được việc đấy, việc gia đình đều làm được hết. Còn điểm yếu thì điểm yếu hả? Ừ, tật Điểm xấu yếu rồi là đó. tật xấu hả? Chưa, tật xấu thì cũng em cân bằng được nên là cũng không có cái gì xấu lắm, tại vì em không có hút thuốc, không uống rượu, không làm gì được, cái gì em cũng có thể bỏ được, nhưng mà tật Rồi xấu thì chưa xấu cái ừ, gì cả. có tật gì khác không, ở dơ hay này kia vậy đó. Ở dơ hả? Ở dơ cũng không dơ đâu, em hơi sạch một chút chứ không có dơ đâu. dạ Ừ, chị gợi ý thôi chứ còn tật xấu của em thì sao chị biết được, nhưng mà kiểu như dạ vậy đó. Ừ, ở nhà dạ hoặc là ba mẹ có bao giờ nói mày sao nóng tính quá hay là gì kiểu kiểu vậy đó, mình có À, cái tật nóng gì mình cần thì cũng không có nóng, em bình thường à. Có hoàn tội hảo dữ là vậy, hoàn nếu hảo quá mà rồi, sao ế nè, vậy thì sao ế, sao mà không có được bạn gái? do em cái công việc của em làm không gặp bạn gái, cũng là em ở quê lâu rồi. Hồi trước em làm nữa không gặp nữa, mới lại do gia đình ấy ở khu này mình là người lạ đấy nên là khó tìm. Chắc là ở hiền quá nên cũng khó chị. Ừ, thường thường con gái thấy có một số cô thì cũng nói thấy hiền quá, người ta không thích đó. Cái này em cũng không biết Rồi. Vậy được bao nhiêu mối tình rồi em? mối tình hả? Mối tình như chưa đâu, chỉ có quen vậy thôi à, cũng mới bạn bè chứ hình như khi chưa có mối tình nào đâu. Chưa có mối nào luôn. À, ý là mình quen hồi trước có nhỏ 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 từ 20 tuổi á thì có người ta yêu, mà lúc đấy em đâu biết gì đâu, người ta thích mình nhiều nhưng lúc đấy chưa có biết lập gia đình gì nên là cũng đâu biết đâu. Ừ. Rồi, ok, vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Thì khoảng Ngoại cao hình rồi công việc tuổi 1m50, tác em cao bao nhiêu? em cao 1m70. Ừ. Rồi bạn gái cao 1m4 được không? 2m5, 2m7 hay như À, nào? em Ừ. là 1m50 là được rồi. 50 nhìn dễ sinh một chút. Em bạn nào làm thư ký càng tốt, tại vì em đang làm nhà phân phối cái tấm tường 3D, mới lại dự định của em đang làm mấy cái đồ kinh doanh á. Ừ. Mình chế biến nước, tương lai là mở cái xưởng chế nước nước Thăng Long á. Nhưng mà giờ chưa làm, đang từ từ mới làm. Dạ. Ừ. Một mình Rồi thì rồi bây làm không giờ dễ. cô đó thì tuổi tác sao em? Tuổi thì khoảng kém em 2 tuổi đổ lại được rồi, không thì ngang cũng được, không sao. Rồi, lớn hơn được Dạ. không? Ôi lớn hơn chắc không được. Ừ. Rồi Dạ. à, ừ ok em, rồi ba mẹ có yêu cầu gì không? Không, nhà em dễ lắm. Nhà em thì em làm sao cũng được. Nhà em thì lớn rồi, ba mẹ không có, con cái muốn làm gì làm, gia đình mà của mình mà đâu phải của ba mẹ đâu. Rồi ok. Rồi. Nếu ghi hình thì chắc em vào Sài Gòn được đúng không? Được chứ, em đi cho Sài Gòn thì bình thường mà, em lâu lâu em vẫn đi vào đấy mà. Ừ. Rồi được rồi, cảm ơn em ha. Nếu được chọn Dạ chương trình liên lạc lại cho mình nha. rồi, cảm ơn chị nha. Alo. Dạ em nghe chị. Rồi chào em. Dạ Rồi bây giờ mời em chia sẻ về bản thân chị ha. Đầu tiên họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình. dạ em tên Lê Hòa, Lê Hòa Tiếp sinh năm em. Ừ. ngày 20 tháng 2 1995 ạ. Ừ, rồi công việc của mình là gì? Dạ công nhân ạ. Công nhân ở đâu em đang làm ở Dạ em đang làm ở khu công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương ạ. đâu? Ừ, bên sản xuất giày dép hay là cái gì? Dạ phụ kiện của ô Gì em, chị nghe chưa rõ. tô ạ. Chuyên về sản xuất phụ kiện ô tô á. À, rồi làm lâu chưa? Em làm được năm ạ. Năm mà hả? Rồi bây giờ nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Dạ thì điểm mạnh thì nói nhiều mối quan hệ hòa đồng hoặc bé, điểm yếu thì ngại tiếp xúc với mọi người tí vậy ạ. Ừ. Rồi, rồi. Được bao nhiêu mối tình rồi em? Sao mà chia tay? Dạ có 2 mối tình
kiểu như nó cũng gì sao quen được bao lâu gì mà khó nói vậy? Dạ nó khó nói gì, nói chung là quen có mấy tháng à, mà không có đi sâu lắm. Ờ dạ. Không đi sâu lắm hả, là sao? Ý em là chưa có làm ăn gì được hả? Dạ đúng rồi chị. Sao vậy? Thì do em không làm ăn rồi người ta mới chia tay đó chứ gì. Dạ tại gần đi lính đây có quen bạn học trường coi trường đó không có xài thoại cho nên là không liên lạc bạn đó đi học đó. Ừ. Dạ nên là bạn ấy quen người khác rồi khi ra quân đi làm ở trong Bình Dương này được năm có quen bạn nhưng mà bạn đó không chịu cho nên là cũng thôi luôn. Ừ. Rồi bây giờ công nhân ở đó bộ không có hay sao? Ở trên Bình Dương là nhiều lắm chứ. Dạ cũng có tán sơ sơ mình nhắn cái vé mà cũng thấy không ra sao vậy. À. Rồi bây giờ thích tìm mẫu người như thế nào? Dạ nhỏ nhỏ vi nhon thôi, hay cười vui vui được rồi. Ừ. Dạ. Gì nữa? Rồi quê quán tuổi tác thì sao? Dạ quê quán thì ở Phú Yên thôi, ở cùng quê. Quê miền Trung á hả? Rồi. Dạ. Tuổi thì nhỏ hơn một tuổi. Ừ. Thích người nhỏ hơn một tuổi hay là làm sao? Nhỏ hơn một tuổi trở xuống không lớn. À. Rồi. Dạ. Rồi ok. Còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ. Không gì à. Rồi. Rồi được. Em có ca hát gì được không? Dạ. Không vậy. Ừ. Ok rồi, được rồi. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại cho mình nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, xin chào anh nha. Dạ, chào chị. Dạ, chào chị. Rồi, ở đây là biên tập của chương trình thôi, chứ không có ai ở ngoài hết á. Cho nên là mình cứ chia sẻ câu chuyện của mình một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng giùm bên em nha. Để tụi em xem. Rồi, có gì nếu mà được chọn thì mình cũng sẽ lên để mình chia sẻ lại. Nên cần anh cởi mở một tí xíu ha. Rồi bây giờ xin mời anh đầu tiên anh giới thiệu giùm em về họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Dạ em tên là Lê Trương Phung. Em 39 tuổi, em hiện đang sống và làm việc tại Bình Định. Anh làm công việc gì? Dạ em buôn bán đồ ăn sáng tại nhà. Nhìn là mình nấu luôn hay sao ạ? Dạ mình nấu luôn ạ. Món gì vậy anh? Dạ món bánh căn hả chị? Bánh gì? Bánh căn hả? Dạ. Rồi món đó trong này là hot dữ lắm nè. Dạ. Vậy là cái quán anh là anh mở lâu chưa? Dạ khoảng 2 năm rồi chị. Dạ. Rồi là mình làm chủ luôn đúng không? Mình nấu rồi mình bán luôn. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, à. Rồi mình anh đang ở Bình Định hả? Dạ em đang ở Bình Định. Rồi anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1984 rồi. Rồi bây giờ anh đã từng kết hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Lý do làm sao vậy? 84 là cũng lớn lớn rồi nè. Dạ do trước đây là cũng có một thời gian làm việc ở Đà Nẵng và Sài Gòn. Lo công ăn việc làm nên không có tìm hiểu ai hết. Thì qua thời gian vậy nó lớn tuổi dần lớn tuổi dần. Nên cũng ngại đi tác tính các bạn gái. Rồi, vì ngại tán bạn gái vậy trời. Nghĩa là mình vẫn thích con gái đúng không? Dạ, vẫn thích bình thường ạ. Mà không có động lực tán hả? Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì mình ở với ai? Rồi mình dạ, dự định là... Dạ, ở với mẹ. Nhà chỉ còn có hai mẹ con à. Dạ. Rồi bây giờ anh thích tìm người như thế nào ạ? Anh mô tả chi tiết ha. Dạ, một người phụ nữ của gia đình, hiền lành, tốt bụng. Tuổi tác làm sao? Tuổi từ 25 tới 35 tuổi. Rồi bây giờ 25 tới 35 thì hơi lớn nè. Nếu mà lỡ người ta ly hôn rồi được không? Dạ được ạ. Sao trả lời lẹ làng vậy nè, suy nghĩ kỹ không nè, là suy nghĩ là người ta ly hôn mà người ta đang nuôi đứa con đi, được không? Rồi chưa, nuôi đứa con.
nuôi đứa con nữa, thì cũng được nhưng mà hơi kẹt. Kẹt cái gì mẹ anh cho không? Dạ mẹ dạ, cho. Mẹ cho là với người là ly hôn. Dạ. Dạ. Rồi có con là mẹ anh không chịu hay là anh không chịu? Dạ là, dạ, là em không chịu. Sao dạ, nếu mà cô đó cũng là người của gia đình rất là ok luôn á thì có chịu không? Dạ chịu. Dạ, chịu. Cũng dễ ha. Gì dạ. Cũng chịu vậy. Dạ. Rồi, rồi bây giờ cái quê quán, tại vì mình cũng có cái điều kiện đang ở Bình Định nè, rồi cô đó ở đâu giờ phải theo mình đúng không? Dạ. Dạ. Ừ. Chứ đó mình cũng có khó chỗ này nữa. Rồi, nhưng mà cái thu nhập của mình về cái quán á thì có ổn không ạ? Dạ, thu nhập khoảng 300 tới 500 một ngày. Cũng đủ sống rồi chị. À. Rồi, mẹ mình lớn tuổi chưa anh? Dạ, 66 tuổi à. Dạ. Có hối gì không hay yêu cầu của mẹ anh sao? Dạ, mẹ thì không có yêu cầu gì hết, chỉ cần con dâu là hiền lành hiếu thảo là được à. Ừ. Rồi, ok. Anh, mình có ca hát gì được không anh ơi? Dạ, em thì cũng biết ca hát, nhưng mà em lên chương trình em ngại, em không nhắm ca chị. Thôi, vậy về mình tập đi, mình ca chứ có gì đâu. Dạ. Được không? Dạ, được ạ. Rồi, về tập ha. Ờ, dạ. Nhưng mà thường anh có ít nói không vậy? Dạ không, em nói chuyện bình thường mà. Rồi, bán buôn rồi mình có nói nhiều không? Dạ cũng mời khách đồ bình thường đâu chứ. Mời anh mời sao đâu, thường anh mời sao vậy? Dạ chào chị, mời chị ăn bánh canh của em mà. Bánh canh cũng ngon lắm chị. Chị ăn thử một tô đi ạ. Ờ, bánh căn, ví dụ giờ tôi là khách du lịch hay gì đó, mình tới mình thấy cái quán mình hỏi thử rồi, ủa mà bánh căn anh làm là nó là gì trong đó hay sao anh? Nó làm sao để nói cho ngon tôi ăn coi. Dạ bánh căn em làm từ bột nguyên chất. Nước em nấu từ nước cá ngừ tươi. Dạ anh chị có thể thử ăn 10.000 15.000 ăn thử. Nếu ngon thì ăn tiếp nữa, còn không thì em xin hẹn anh chị lại lần khác ạ. Nếu ngon á thì ăn tiếp, còn không ngon thì trả tiền rồi đi về giùm tôi đúng không? Chứ tưởng đâu mà không ngon thì em không lấy tiền. Ok. Rồi anh có chuẩn bị gì cho cái việc mình kết hôn chưa? Bây giờ khoảng bao lâu nữa mình lấy vợ được? Dạ khoảng 6 tháng tới 1 năm là được. Mẹ em đã chuẩn bị sẵn hết rồi ạ. Mẹ anh chuẩn bị gì anh? Dạ, dạ nhà cửa đồ sửa sang lại à, rồi vàng vòng gì có tặng đồ chưa, chuẩn bị đồ dạ, chưa dạ có rồi, dạ, có rồi à. Là mẹ anh chuẩn bị hay anh? Dạ mẹ. Dạ, mẹ này mình hỏi đây ekip chương trình không mà, là mình đã chuẩn bị được khoảng nhiêu rồi anh? Cái việc chuẩn bị đó là của mẹ hứa rồi, chứ còn em thì cũng không biết rõ về số lượng thôi chị. Trời ơi, nhưng bản thân mình thì có chuẩn bị không, rồi nói vậy rủi mẹ không có chuẩn bị rồi sao? Dạ có chứ ạ, mẹ nói là có chứ ạ. Trời ơi, cứ trông mong vô mẹ, có nghe lời mẹ lắm không đây? Dạ chắc là nghe lời em là người con hiếu thảo. Trời ơi, vậy là nghe lời tuyệt đối luôn hả? Dạ không phải tuyệt đối, nhưng mà cái nào đúng rồi nghe rồi hay sai thì nói lại thôi ạ. Vậy bây giờ anh dắt cô gái về mà đôi mẹ không biết nhìn thấy cái gì không thích mà mẹ nói không, nhỏ này không được, mẹ không chịu rồi sao? Thì em mới thuyết phục chứ. Ừ. Trời ơi, căng vậy. Là mình dạ có một luôn hay đâu. Sao anh? Dạ em có hai đứa em gái kết hôn ở Đà Nẵng hết rồi chị. Ừ, dạ rồi. Rồi ok anh, nếu được chọn thì chương trình mà mình sẽ vào Sài Gòn mình quay hình được đúng không? Dạ, khoảng 3-4 tháng mới được chị. Em có công việc mới ở Đà Nẵng khoảng 4 tháng thôi chị. Ủa là mình định làm gì ngoài đó hả? Dạ, nhà bà gì xây nhà, nói em ra coi dùng vật liệu xây dựng đồ hả chị? Ừ, rồi cái quán mình dẹp hả? Dạ, quán thì mẹ bán ít lại. Ừ. Dạ. Rồi. Rồi coi như phải 3-4 tháng nữa xong cái nhà đó anh mới đi được. Dạ đúng rồi ạ. Rồi ok, rồi để note lại đây, rồi ghi lại đây ha. Nếu mà lúc đó là còn nhu cầu thì bên mình thì anh có gì anh nhắn lại cho chương trình cái nha. Dạ nhắn theo cái group đây sao chị? Ơi nói chung là bây giờ bên mình cũng sẽ ghi nhận lại cái này. Có gì bên mình sẽ gọi 3-4 tháng nữa.
Dạ, 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 cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chào anh ạ. Dạ, phần cá xong rồi đó. Em thấy nhạy bao nhiêu nhỉ? À, rồi, mọi người thấy hình ảnh của mình rồi ha, Nam ha. Nam giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ, tên, tuổi, rồi công việc quê quán đi. Như này ở hiện tại của mình đi nha. Vâng, chào chị nhé. Em là Mai Văn Nam, em sinh năm sinh ngày 7 tháng 8 năm 1990. Em quê ở Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hiện em đang là kỹ sư hóa cho một nhà máy xi măng Long Sơn ở địa phương luôn. Kỹ sư hóa. Nhà máy xi măng hả? Nhà máy xi măng chị ạ. Xi măng Bỉm Sơn hả? Xi măng Long Sơn, Bỉm Sơn ạ. Xi măng Long Sơn. Nào đang ở quê luôn hả? Vâng, em đang ở Bỉm Sơn lên luôn ạ. Rồi, ok. Rồi Nam giới thiệu đôi nét về bản thân em đi, họ tên, quên, sorry, điểm mạnh, điểm yếu của em, rồi tình trường em đã trải qua như thế nào? Dạ vâng, điểm mạnh của em là em chịu khó, chăm chỉ trong công việc và thể dục thể thao đều đặn. Điểm yếu của em là em ham chơi, hay đi về muộn và chơi nhiều khi mình không kiểm soát được bản thân ấy. Và em đã đổ vỡ hôn nhân một lần rồi, cũng do mình ham chơi đấy. Ham chơi rồi hay đi chơi về muộn là sao, đi thâu đêm luôn hả? Dạ, cũng đi thâu đêm và em cũng chơi cá cược, trên cá cược lô đề, nên là thành ra cũng có một thời mình trượt dài trên con đường sa ngã. Bây giờ thì em đã làm lại được, thì thời điểm đó em cũng mất, cũng ly hôn, mất gia đình, nên bây giờ em rất là mong nhờ chương trình tạo cơ hội cho em được lên và tìm một biến độ mới trong cuộc sống ạ. Ừ. Năm đấy là năm em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đấy là năm em 31 năm 2019. Năm 2019, vậy là năm nay là em 32 đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Năm nay lúc em đi hôn thì em có con chưa? Em có một bé trai ở với mẹ nó. Thì em cũng đi con hôn trai được mấy năm. Tuổi? 4 tuổi chị ạ. Ly hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em ly hôn được 4 năm rồi ạ. Và từ lúc em chơi lâu để em vỡ nợ là em ly hôn hả? Dạ vâng, đến thời điểm này thì em cũng đã ổn định lại cuộc sống rồi. Nhà cửa em cũng đàng hoàng, gần công việc ổn định, nên là em cũng muốn tìm cho mình hạnh phúc mới đấy chị. Ừ. Dạ vâng. Rồi, ok. Giờ còn ham chơi nữa không? Dạ không ạ, em làm lại rồi, em đứng dậy em làm lại rồi. Cũng lô đề thì có gái gú gì không? Em không chị ạ, em lại chỉ ham cờ bạc thôi, chứ đợt thời điểm đấy thì em không gái gú, cũng không rượu chè, em không uống được rượu. Thành ra hay chơi thôi đêm. Tức là hay ham chơi qua đêm là đi chơi với bạn bè, đi cá cược, cá độ bóng đá này kia đấy hả? Đúng rồi chị ạ, đi xem bóng đá rồi cá cược đấy. Dạ dạ vâng. Mất nhiều không? Năm đấy mất nhiều không? Nhớ không? Có, năm nay em cũng mất hơn 1 tỷ đấy. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gom lại hơn 1 tỷ đấy. Cũng ổn định, công việc em cũng ổn định, lương cũng tốt, nên là em chơi nên không kiểm soát. Em mất 3 năm để trả nợ chị ạ. Rồi lương em mà là bao nhiêu một tháng? Lương em 15 triệu ạ. Nhà gom được 3 năm là giờ trả nợ hết rồi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Rồi, giờ trả nợ hết rồi, có nhà có cửa rồi. Có nhà có cửa rồi chị ạ. Tại em tai tiếng chơi nên là bây giờ em ở địa phương em khó tìm bạn gái quá chị ạ. Ở quê tai tiếng quá hả? Thế sao em không vào trong Sài Gòn hoặc em ra Hà Nội em kiếm một công việc khác? Thực ra với chị là nhà cửa em ở đây ổn định này. Bây giờ em đi nơi khác em phải thuê nhà, em lại phải tìm một mối quan hệ mới, cuộc sống mới, công việc mới. Mà trong khi đó là công việc ở công ty của em nó rất là ổn định. Và mức thu nhập cũng thuộc dạng là tốt. Phù hợp với cái ngành học của em ngày hồi đại học là em học ở mỏ địa chất, em học một chuyên ngành hóa mà. Bây giờ em về Long Sơn công ty xi măng em cũng làm đúng chuyên ngành về hóa phân tích kỹ sư hóa đấy chị. Nhưng học đại học mỏ địa chất hả? Dạ vâng, em học mỏ địa chất ở Hà Nội. Rồi, bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cũng ở em cũng mong tìm được bạn gái hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là
cũng ở địa phương mình, quanh quanh ở Thanh Hóa thôi. Em cũng cũng cũng, cũng vì Rồi bây giờ cái cũng tiếng xấu của em nó đồn xa cách bao bán kính bao nhiêu km rồi? dạ gì cũng ở quanh quanh Bỉm Sơn này, Thanh Hóa đây thôi chị ạ. Nếu chung thực ra thì mình đến với ai thì người ta cũng sẽ tìm hiểu mình thôi, quan trọng là mình đã thay đổi được rồi thì mình không phải lo. Nếu bây giờ mình và người ta đến với mình, người ta cũng sẽ hỏi tìm hiểu mình thì mình cũng phải nói ra hết để sự thật chứ chị, mình không giấu gì cả. Còn người ta có thông cảm cho mình được hay không đấy là quyền người ta thôi chị ạ. Em cũng vâng ạ. Rồi, tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi thì em cũng mong bạn gái, thật sự là em là người rất là chú ý hình thức, có thể là tuổi hơn cũng hơn em 1-2 tuổi cũng được, hoặc kém em, kém thì càng tốt, nhưng hơn em 1-2 tuổi cũng được. Quan trọng là mình đổ vỡ một lần rồi, mình rất là mong tìm được hạnh phúc mới, mà mình tìm người, một người bình thường thôi, cũng bình thường, có công ăn việc làm, có cuộc sống là bình thường là được thôi chị ạ, cũng không phải cao sang quá. Ok. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Mẹ tức là tuổi tác em mong muốn là nhỏ tuổi hơn em đúng không? Vâng, nhỏ nhỏ em càng tốt. Dạ vâng, Lớn hơn 1-2 tuổi thì được không? được ạ, muốn là 1-2 tuổi cũng được ạ. Hình thức thì khuôn mặt dễ nhìn chút chị nhá, em cũng dạ vâng, em Em cũng dáng đẹp em cũng trai cao, hả? dạ em cao 1m75, cũng ham thể thao nên là cái dáng cũng và hình thức cũng dễ nhìn. Hiện tại em đang sống với ai? Em đang sống một một mình, em sống với mẹ thôi ạ, hai mẹ con ở với nhau đấy. Là anh chị em mà lập gia đình hết rồi hả? Dạ vâng, trên em là hai chị gái cũng đã có gia đình rồi, còn bố em thì mất 5 năm nay rồi. Trên em hai chị gái, vâng, cuộc sống ổn cả của mỗi mình em. Mẹ mẹ cũng đang rất là mong tìm được một nửa còn lại, mai mốt mẹ về già mẹ yên tâm. Nhà em với lại vợ em là còn qua lại không, tức là để thăm con thì có thứ không? Cái đó thì em không, em vẫn qua lại để chu cấp cho con, tức là 1 tháng em vẫn lên với con 1 đến 2 lần, em xem con, em thứ nhất em đóng tiền học cho con ở trên trường và xem con có ốm đau gì hay là như nào thì mẹ em cũng mua thực phẩm bổ sung cho con đấy, cũng quan tâm đến con một chút chị ạ. Và đây là Ok. trách nhiệm của em. Và Rồi ok, cảm ơn Nam nha. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn là em có thể vào Sài Gòn để em tham gia được đúng không? dạ vâng, em có sẽ thu xếp sẽ đem vào được mà chị. Rồi cảm ơn Nam. Hôm nay nó chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Thì có gì thì chương trình sẽ liên hệ thêm với em nữa nha. Em cảm ơn chị nhá. Dạ vâng, rất mong chương trình tạo điều kiện cho em được lên nhá.